Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về chương trình chọn ngày tốt trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm 2020 dương lịch. Theo xem ngày Đổng Công, thông thư 25, tháng 9, Nguyệt Kiến tại Tuất, hai tiết Hàn Lộ, Dương Giáng. Sau Hàn Lộ tam sát tại Bắc, tiết Dương Giáng, ba phương hợi, Tý, Sửu, Kỵ Tu tạo động thổ. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch thì chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày xấu để loại bỏ và tránh làm những việc quan trọng. Những ngày xấu trong tháng 9 gồm có ngày Nguyệt Váng, ngày Tam Nương, ngày Thiên Địa Chuyên Sát, ngày Con Nước, ngày Sát Chủ, ngày Dương Công Kỵ là những ngày đặc biệt xấu. Trong đó, ngày Nguyệt Phá tháng 9 gồm những ngày Thìn. Tất cả những ngày Thìn đều là những ngày xấu. Trong đó, tháng 9 sẽ có... Đầu tiên là ngày 12 âm lịch, Giáp Thìn, trực phá, bỏ, xấu. Tiếp theo, ngày 24 âm lịch, ngày Lục Giáp, Bính Thìn, trực chấp, xấu. Hết ngày Nguyệt Phá. Thứ hai, ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương gồm các ngày âm lịch sau. Ngày mùng 3 âm lịch, ngày Lục Giáp, Ất Mùi, trực thu, xấu. Ngày mùng 7 âm lịch, ngày Lục Giáp, Kỷ Hợi, trực trừ, xấu. Ngày 13 âm lịch, ngày Lục Giáp, Ất Tỵ, trực nguy, xấu. Ngày 18 âm lịch, ngày Lục Giáp, Canh Tuất, trực kiến, xấu. Ngày 22 âm lịch, ngày Lục Giáp, Giáp Dần, trực bình, xấu. Ngày 27 âm lịch, ngày Lục Giáp, Kỷ Mùi, trực thành, xấu. Tiếp theo, đến ngày thứ 3, ngày Thiên Địa Chuyển Sát gồm các ngày Tân Dậu và Quý Dậu. Trong tháng 9 thì có ngày Đinh Dậu, Kỷ Dậu, chỉ có ngày Đinh Dậu và Kỷ Dậu, không có Tân Dậu và Quý Dậu nên không có ngày Thiên Địa Chuyển Sát trong tháng 9 âm lịch. Tiếp theo, ngày Con Nước vào ngày mùng 3 âm lịch, Ất Mùi. Ngày 27 âm lịch, Kỷ Mùi. Tiếp theo, năm ngày Sát Chủ là ngày Ngọ, tất cả những ngày Ngọ là ngày Sát Chủ. Giáp Ngọ, ngày mùng 2 âm lịch, ngày Lục Giáp, Giáp Ngọ, trực thành, xấu. Thổ Tử ngày Dần, tất cả những ngày Dần đều là ngày xấu. Đầu tiên, ngày mùng 10 âm lịch, ngày Lục Giáp, Nhâm Dần, trực định, xấu. Ngày 22 Giáp Dần, xấu. Tiếp theo, chúng ta đến ngày Dương Công Kỵ, là ngày 25 âm lịch. Ngày Lục Giáp, Đinh Tỵ, trực phá, xấu. Chúng ta đã cùng tìm hiểu 6 ngày, những ngày xấu trong tháng 9 âm lịch. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng ngày trong 12 con giáp. Đầu tiên là ngày Tuất, trực kiên. Ngày Tuất thì bất lợi, dùng thì bị tổn tài, bần cùng nên rất xấu. Tất cả những ngày Tuất đều rất xấu, trong đó có ngày mùng 6 âm lịch, ngày Lục Giáp, Mậu Tuất, trực kiến, xấu. Ngày 18 Canh Tuất, xấu. Hết ngày Tuất, chúng ta cùng đến với ngày Hợi. Ngày Hợi trực trừ. Ngày Hợi gồm có Tân Hợi là ngày khí thuần âm, không phải là ngày của dương gian dùng. Tháng 9 chúng ta có ngày Kỷ Hợi. Và ngày Tân Hợi, xấu. Hết ngày Hợi, chúng ta sẽ cùng đến với ngày Tý. Ngày Tý thì có Bính Tý, chính là lúc nước trong, lại có Thiên, Nguyệt, Nhị Đức, Cát Cát, Tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Tằng Tiêu, Liên Châu, Lộc Mã, Cát Cát Tinh, Đồng Chiếu, nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ, xây dựng, gác đồn đông,
là ngày Đại Cát, Nhâm Tý là ngày Mộc Đả Bảo Bình Trung. Các ngày Tý khác thận trọng không nên dùng. Trong tháng 9 thì có Canh Tý là ngày xấu không nên dùng. Ngày 20 Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý là ngày Mộc Đả Bảo Bình Trung, cây cỏ khô héo rất xấu. Ngày 20 âm lịch xấu. Hết ngày Tý, chúng ta cùng chuyển sang ngày Sửu trực bình. Ngày Sửu thì có Đinh Sửu, Quý Sửu, có sát tập trung. Ngày Đinh Sửu. Chúng ta cùng chuyển sang ngày Sửu trực bình. Trong tháng 9 có ngày mùng 9 âm lịch Tân Sửu trực bình. Ngày 21 Quý Sửu trực bình. Quý Sửu có ngày sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa triền miên. Nếu sinh con cái vào ngày này, lúc nào cũng xấu xí, bệnh tật, còn bị tai ách nước lửa. Nên là ngày xấu. Ngày 21 âm lịch, xấu. Tân Sửu cũng là ngày xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Dần trực định. Ngày Dần trong tháng 9 âm lịch có Nhâm Dần và có Giáp Dần, cả hai ngày này đều là ngày xấu. Chúng ta cùng chuyển sang ngày Mão trực chấp. Ngày Mão tháng 9 có ngày 11 âm lịch, ngày Lục Giáp Quý Mão trực chấp và ngày 23 âm lịch Ất Mão trực định. Ất Mão phạm tránh tứ phế rất xấu, chúng ta bỏ ngày 23 âm lịch. Các ngày Mão khác dùng được thứ cát. Quý Mão, thứ cát. Đây là ngày thứ cát. Chúng ta có thể làm những việc nhỏ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Thìn trực phá. Ngày Thìn trong tháng. Ngày Thìn trong tháng 9 âm lịch gồm có ngày 12 âm lịch Giáp Thìn và ngày 24 Bính Thìn, thì cả hai ngày này đều đã là ngày xấu, chúng ta sẽ không xét. Tiếp theo đến ngày Tị trực nguy. Ngày Tị thì trong tháng 9 âm lịch có ngày mùng 1 âm lịch là Quý Tị, ngày 13 âm lịch Ất Tị và ngày 25 là Đinh Tị, thì đã có ngày 13 và ngày 25 là ngày xấu, chỉ còn Quý Tị. Quý Tị thiếu cát, chỉ nên làm việc nhỏ nhưng không có lợi về hôn nhân, rời chỗ ở, khai trương, xuất hành. Nếu làm những việc này thì bị thất bại, hung hiểm, nên cân nhắc tránh đi là hơn. Mặc dù là ngày tốt, nhưng mà không nên làm những việc, không nên làm những việc như khai trương, lễ hỏi. Tốt nhất hạn chế nên tránh đi vẫn hơn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Ngọ trực thành có Thiên Hỷ. Ngày Ngọ trong tháng 9 âm lịch gồm có Giáp Ngọ, ngày mùng 2 âm lịch, ngày 14 âm lịch Bính Ngọ và ngày 26 Mậu Ngọ. Ngày Giáp Ngọ đã là ngày xấu, ngày Bính Ngọ có Thiên, Nguyệt Đức, lại thêm các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ thì đại cát. Đây là một ngày đại cát, ngày Bính Ngọ. Nên cho 3 sao là ngày đại cát. Nên làm những việc như xuất hành, khai trương, nhập trạch, cưới hỏi. Các ngày Ngọ khác, Mậu Ngọ thì sẽ thứ cát, chỉ nên làm những việc nhỏ.
Ngọ, chúng ta cùng đến với ngày Mùi Trực Thâu. Ngày Mùi trong tháng 9 âm lịch có ngày Ất Mùi, có ngày Đinh Mùi và có ngày Kỷ Mùi. Thì ngày Ất Mùi và ngày Kỷ Mùi đã là ngày xấu, thì chúng ta chỉ còn ngày Đinh Mùi. Ngày Đinh Mùi cũng là một ngày xấu, chúng ta bỏ. Tiếp theo đến ngày Thân Trực Khai. Ngày Thân tháng 9 âm lịch thì có ngày mùng 4 là ngày Bính Thân. Ngày 16 Mậu Thân. Và ngày 28 Canh Thân. Mậu Thân có thiên xá, sát thân chính là lúc nước trong, lại có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Tụ Lộc, Đái Mã, các cát tinh đồng chiếu nên an táng, đóng hòm, xây kim tỉnh được tốt. Vì là ngày mặt trời về Tây, ngũ hành vô khí, lại sau buổi chiều thu, không nên khởi tạo, hôn nhân nhập trạch khai trương, chỉ có chôn cất là con cháu, nhà cửa đại phát, các ngày thân khác thì thứ cát. Ngày 16 Mậu Thân sẽ là ngày thứ cát. Ngày Canh Thân bị Bạch Hổ nhập trung cung, nếu vào ngày này trong 3 đến 9 năm sẽ bị vắng lạnh, gặp hung hiểm tai họa không nên dùng, nên là ngày xấu. Còn ngày Bính Thân là ngày thứ cát. Chỉ nên làm những việc nhỏ. Cuối cùng là ngày Dậu. Ngày Dậu trong tháng 9 âm lịch có Đinh Dậu ngày mùng 5, có Kỷ Dậu ngày 17 và ngày Tân Dậu ngày 29. Kỷ Dậu phạm cửu thổ quỷ là một ngày xấu. Các ngày Dậu khác có thể làm việc nhỏ nên có thể coi là thử cát. Sau khi cùng đối chiếu xem ngày đồng công, thông thư thì tháng 9 âm lịch chúng ta có thể thấy có những ngày có thể sử dụng được. Ví dụ như ngày mùng 1, ngày mùng 4, ngày mùng 5, ngày 11, ngày 14, ngày 16, ngày 26 và ngày 29. Trong đó đặc biệt ngày 14 là một ngày đại cát, còn những ngày khác sẽ là ngày thứ cát, chỉ nên làm những việc nhỏ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.